Xin chào anh chị và các bạn. Hôm nay mình lên clip bán 16 món nha. 16 món. Cái giá tiền mình để trên đây là giá đã bao gồm phí vận chuyển luôn rồi ha. Chỉ chuyển khoản rồi nhận hàng thôi. Mình không có bán COD nha. Mình gửi hàng Viettel. Mình gửi cái gói tiết kiệm á, thường nó hàng nó nhanh thì 2 ngày 3 ngày, còn chậm thì 5 ngày ha. Còn nếu mà chậm lắm mà về huyện hay là có bảo lục gì đó thì nó mới lên tới 7 ngày 10 ngày. Thì mình đóng hàng cho ai xong mình ship đi thì mình sẽ trả cái mã bill á, mã vận đơn á. Mình lên cái trang web viettelpost.com mình tra hành trình cây cái hàng hóa của mình nó đi tới đâu. Nếu mà anh chị có quan tâm tới nó ha. Không quan tâm thì để nó đi tới đâu tới thì nó tới thì thôi. Viettel nó cũng uy tín lắm. Với lại mình gửi tiết kiệm thì nó kiểm hàng nó cũng dễ hơn là mình gửi hàng máy bay hàng nhanh thì nó kiểm kỹ hơn. Cái số tài khoản của mình để ở đây ha. Lê Thị Bạch Mai á. Ngân hàng ACB, còn nếu mà cần số tài khoản khác thì liên hệ với mình ha, liên hệ Zalo cũng được, mình cũng có xài Zalo ha. Chắc lại mình không có bán COD nha. Mình bán là chuyển khoản bao ship. Khách quen thì mình giữ hàng lâu lâu một chút, cộng dồn lại cũng được. Còn khách lạ thì mình để hàng 1 2 ngày thôi ha. Rồi, đây là trước tiên là món số 1 nè. Món số 1 là cái đầu chuyển từ mũi gài nè sang mũi kẹp. Cái này là giá 270.000 ha. Cái này nó mũi của Boss. Đầu của Boss. Make in Germany nè. Kẹp mũi 2.5 đến 13. Cái này là đã test rồi ha, không có đảo. Còn mấy cái đầu chuyển này giờ nó về mình phải test lại ha. Đây, cái đầu nó còn đẹp hết ha. 2.5 đến 13 ly của Đức. Cái này mình kèm thêm cái khóa của nó luôn. Hàng của mình là mình quay chậm ha, rõ chi tiết. Anh chị xem kỹ rồi chốt hàng nha. Để chốt hàng rồi nói tới nó lui thì mình không có mất thời gian lắm. Rồi, đầu chuyển số 1. Tiếp theo là món số 2 nè, là cái kìm cộng lực đi. Kìm cộng lực mini. Giá là 220.000. Cái này kìm này nó hiệu gì đây? Cái lưỡi của nó cũng đẹp lắm, còn khá là đẹp, nó nhìn đây nó bị trầy trầy thôi chứ nó không có mẻ gì hết ha. Lưỡi còn rất là bén. Là kìm chữ A nè. Chữ A là của Fujiya. Fujiya ha. Cái này nó không có ghi chữ da băng nha. Một số khách hàng mua khó lúc nào cũng phải đòi cái chữ da băng. Một số hàng nội địa thì nó cũng không ghi đâu, mà xài thì biết thôi. Cái để đo kích thước của nó nha. Kích thước của nó là cỡ 22 hơn nha. 22 hơn. Lưỡi còn rất là đẹp luôn á. Hai trăm hai mươi ngàn. Ở đây nó bị trầy trầy vậy thôi, lưỡi nó không có bị trầy gì hết ha. Lưỡi nó thiết kế cũng rất là đẹp. Rồi, sáng số 2. Tiếp theo là món số 3. Đây, món số 3 là cái kìm kìm cót, kìm bấm cót nè. ABM. Cái này là giá là 500.000 ha.
Cái này code nó có ghi cái ký hiệu của đầu code nè. 068 nè. 213 255. Cái này của USA nha, Made in USA. Đây mà, trước nó nè. Cỡ 24 nha. Cỡ 24. Nhiều cái lò xo nó còn rất là nhị luôn á. Mấy cái đầu code ở đây nó còn đẹp hết ha. Đều đẹp hết, không có bị mẻ bị gì hết. Sao ở đây nó còn rất là ngon. Bấm vô, bấm mạnh lấy ra. Ở đây nó có con ốc này, nó canh chỉnh cái lực hay sao đây nè, ở đây nè. 500.000 ha, bao ship. Kìm mà bấm code. Made in USA. Rồi, cái món số 3. Tiếp theo là món số 4. Giá tiền mình để trên đây là giá đã bao gồm phí vận chuyển luôn rồi ha. Còn nếu mà khách ở gần đến nhà mình lấy ở quận Bình Tân á, thì mình sẽ trừ cái tiền ship ra. Số 4 là cái set hai cái kèm nè. Một cái kèm này engineer với lại một cái kèm wood. Giá là 200.000 ha. 200.000. Cái kìm wood này là cái kìm nó cắt linh kiện hoặc là cắt nhựa thôi. Nó của Italia. Này kìm cắt dây đồng. Nó cắt dây đồng thôi. Cái lưỡi nó nè. Lưỡi nó cũng còn tương đối ha. Rồi còn cái kìm này thì của Engineer. Engineer thì cái kìm này quá nổi tiếng rồi. Đây nè, Engineer. Ở đây nó cũng có in cái chữ Engineer nữa nhưng mà nó bị mờ rồi đây. Còn trên thân này nó cũng có ghi Made in Japan luôn á, nhưng mà nó hơi mờ nha. Mình phải coi kỹ mới thấy. Engineer thì nó ghi rõ. Cái kìm này thì nó nhiều chức năng lắm. Ở đây là mình kẹp được nè. Lấy ốc gãy rồi đó. Nhiều người cần cái kìm này để kẹp lấy ốc gãy hoặc là kẹp dây để xoắn dây nè. Mình giữ ngang đây được, kẹp dọc đây được. Ở đây thêm kẹp nữa, cái lưỡi nó còn ha. Cây này thì nó không được đẹp lắm nhưng mà cái lưỡi cắt nó còn đẹp. Thường hàng MC nuôi về thì nó bị hủy cái lưỡi cắt này luôn. Nó hủy hẳn luôn chứ không phải nó hư. Cây này thì nó còn có lưỡi cắt ha, nhưng là cây này nguyên luôn á. Mình bán chung với cây gốt là 200.000 ha. Kìm Engineer cái này về mình muốn đẹp thì mình chà rửa lại, vệ sinh lại thì cho cái cán nó đẹp hơn thôi. Cái hàng Engineer này nó rất là chất lượng luôn á. Rồi tiếp theo là set số 5. Số 5 là cũng cái kìm Engineer nè, bán chung với lại cái kéo. Cái cây kéo chứ đây. Kéo là nó có ghi USS nè. Kéo này thì chắc là bán lắm. Thử coi. Rất là ngọt luôn á. Bán lắm. Rồi cái kéo, kéo nhỏ ha, kéo tỉa nhỏ. Set số 5 này là hai món là 201 nha. Còn cái kìm bán chung với lại kìm Engineer giống hồi nãy nè, nhưng mà cái kìm này nó mới hơn. Mới hơn nè, nó có ghi Engineer nè, Made in Japan nè, cây nãy cũng có ghi á nhưng mà nó bị mờ, nó cũ hơn nên nó bị mờ.
Cây này nó mới mà nó bị hủy cái lưỡi cắt rồi nha. Nó hủy chứ không phải nó hư rồi đó. Em xin đi về mà nó mới mới là nó hủy. Hủy hẳn luôn á, nên nó hở ra vậy á. Nó cũng có đầy đủ chức năng, nó giống như cây kia thôi ha. Kẹp dọc nè, kẹp ngang nè, kẹp ở đây. Cái này cắt thì hủy rồi. Ủa, cái cây này nó khác cây này một chút nè. Rồi, cái này là hai món, số 5 là 201 nha, kèm với cái kéo. Cái món này thì engineer cái cây đó đẹp hơn nhưng mà nó hủy cái lưỡi cắt. Rồi, tiếp theo là món số 6 nè. Món số 6 là cái set ăn chơi. Set số 6 nè, là con dao lọc giấy nhỏ nè. Dao lọc giấy nhỏ này nó hiệu gì đâu, hiệu Scott. Nó làm thiết kế rất là chắc chắn nha. Thường mấy người mà mua dao dọc giấy của Nhật thì nói là mắc quá, mua đồ cũ mà mắc quá rồi thôi đi vô nhà sách mua cây dao dọc giấy xài quá rẻ, đi có mười mấy ngàn à, mới đẹp mà xài nó lỏng lắm, mũi ở đây nó lỏng lắm, cái này nó lục nữa, cái lưỡi nó không lẹ lục. Cái lưỡi này mình thay lưỡi mới nha, lưỡi thay lưỡi mới của Ofla Japan luôn nha, nội địa luôn nha. Cái lưỡi nó cũng bén hơn hàng ở đây, nó thiết kế chắc chắn hơn. Nhiều khi nếu mà mua độc giấy thôi thì mua hàng đây được, còn mình mua dao này mình về mình làm người khác cứng hơn thì phải mua hàng Nhật xài nó đã hơn. Rồi, kèm với lại cái lưỡi cưa nè. Cái này lưỡi cưa gì, cưa lọng hả, lưỡi cưa lọng lên nóc Made in USA nha. Lưỡi này là còn rất là bén luôn, có xài chưa nữa, chắc chưa xài quá mà tại để nó bị rỉ thôi. Thấy là thấy chưa xài đó mà còn bán lắm. Cái lưỡi nó dài ha. Rồi, cái lưỡi này với lại hai cái đầu kẹp vít. Cái này cái đầu này thì hai đầu nó lục giác hết, giống như cái đầu nối vít vậy đó. Kẹp vít vô xài. Còn cái đầu này thì mình móc khóa được nè, chơi móc khóa được nè, làm kiểu nè, mình kẹp cái mũi nào tròn tròn á, kéo xuống thì mình kẹp, kéo lên mình kẹp. Rồi cái này là món số 6, là 4 món 200 ngàn, tặng thêm cái này, tặng thêm cái mũi khoét. Mũi khoét này, mũi khoan tháp, làm tất cả là 5 món. Cái này tặng mũi khoan tháp này, nó gai thì đây nó cũng ok mà nó bị mẻ nè, mẻ đây như đây, mẻ miếng đây nè. Cái này mình không có bán, cái này mà còn nguyên thì cái đầu này cũng phải 200, mà nó bị mẻ rồi mình không có bán. Này tặng kèm theo ha, tặng kèm theo với lại bán với mấy cái món nãy là 200 ngàn á, set ăn chơi nè, 4 món tặng kèm món là 200. Số 7 là cây cảo. Cây cảo này bán giá là 270 nha. Cảo 270. Cái cảo này cái hiệu của nó nè, hiệu nó ghi tiếng Nhật luôn. Cái này nó ghi chắc cái thông số nè, 250 với 80. Dài 250 ngang 80. Đó, cái thông số tới đây 250 ha, tổng luôn 1080, đúng rồi. Cái này cũng còn khá là đẹp ha, cán nó bằng gỗ. Ừ,
giá là 270.000 nha. Bao ship luôn á. Cái giá mình để trên đây là giá bao ship hết nha. Mình không có bán COD thôi. Mình chỉ bán chuyển khoản hoặc là tới nhà lấy thôi nha. Rồi tiếp theo là cái món số 8 nè. Số 8 này. Số 8 là hai cái mũi này, chắc hai mũi phay quá. 200.000. Nó còn cái trong vỉ vậy luôn nha. Cái mũi phay này nó có ghi kích thước nè. 6 x 6 1B, 6 x 6 2B. Còn giá tiền trên đây luôn ha. Giá tiền trên đây thì mình tính ra tiền của mình thì một mũi gì thôi thì nó tới hơn 400.000. Cái mặt sao nè. Nó có dập chìm cái chữ span ở đây nữa. Cặp mũi phay ha. Mình kêu là mũi phay đi. Giá là 200.000 cặp. Không mở ra được. Nên nó còn mới nè. Này là 1B nè. Đoạn này mũi 2B nè. Mũi 6 hết. Này B thấy hai cái là như nó có hai cái cạnh nó kêu bằng 2B. Đó. Rồi. Mũi này. Đúng rồi, 1B là có một cạnh thôi. Còn 2B hai cạnh. Cặp mũi phay là 200.000 nha. Còn mới luôn á. Còn mình mua mới hai cặp này thôi thì cỡ 500. Chưa tính phí ship về đây. Rồi, tiếp theo là món số 9 là cái mỏ hàng Nhật nè. Mỏ hàng Nhật này bữa nay bán 180 nha. 180. Mỏ hàng Nhật của mình bán là hàng điện 100V hết nha. Đúng là điện 100V hết á. Cứ cắm đúng điện là xài rất là bền ha. Rất là lâu hơn. Dây của nó nhìn là biết là hàng Nhật rồi. Dây nó thiết kế nó vuông vuông vậy nè. Mà nó cứng cứng, nó chống cháy á. Bởi vì mình xài mình có dí cái mỏ hàng vô đây thì cũng, nó cũng không có bị chảy. Cái này cái mỏ hàng, cái mũi của nó nè. Ông xã mình cũng tặng thêm. Cái này đã test rồi ha, test ok hết rồi. Cái này ổng còn mới test nè, còn nóng nữa nè. Nó test nó chảy chì. Cái mũi này mũi mới ổng gắn vô nè. Nó kèm cái mũi cũ. Nóng hết ha, nó chảy chì. Chảy rất là đều, nó bắt chì lắm. Cái này nó có nắp đậy, xài mình đậy lại hoặc là mình gắn ngang gì cũng được. Nghe vậy mình cũng tiện nó cầm. Mà cái này mình xài đồ nhỏ thôi. Cái này nó hiệu Haco nè. Món hàng hiệu Haco cũng rất là nổi tiếng luôn. Cái này hàng đồ nhỏ nhỏ thôi nha. Mình không thấy nó ghi watt. Cái tem nó bị chóc đâu rồi. Rồi còn cái này cái dấu của nó là cái dấu của nó mở ra nha. Ở đâu bên Nhật nó mở ra rồi chứ về đây là mình không có mở nha. Chỉ có test lên nó nóng lên nguồn này bình thường, hoạt động bình thường thôi nha. Chứ đây mình không có mở. Cái dây ra của nó nè. Cái này nó không có ghi bao nhiêu watt á. Cây này chắc chừng 15-20W. Hàng đồ nhỏ nhỏ thôi. Giá là 180.000 ha. Bao ship luôn á. Rồi.
Tiếp theo là món số 10 nha. Món số 10. Món số 10 là cây kìm cắt cây ba nè. Cây ba là kìm hàng hiệu luôn đó. Giá là 280 nha. Đây, nó có ghi nè. Cây ba nè. Cái này nó ghi gì đây ta? Cắt cái phi tối đa là 1.8. Còn cái này là dây mà cứng là 1.8. Dây mềm thì 2.3. Cắt vậy. Đó. Mình đo cái bên dài đi nha. Là cỡ 16 hơn á. Bên dài á. Phải nó thiết kế bên dài bên ngắn nè. Dạ, ngắn. Còn ở trên đây thì nó cũng có ghi cây ba nè. Nó dập chìm lên nè. Sờ ban nè ha. Có chữ sờ ban ha. Cái lưỡi nó còn đẹp nha. Lưỡi mở ra thấy còn rất là đẹp luôn á. Ở đây về mình không có vệ sinh, không có làm cho nó bóng loáng lên. Đó, nó còn rỉ rỉ như vậy mình vệ sinh lại ha. Nó khô là cái lưỡi nè. Nó thiết kế nó có mấy cái vân ở đây nè. Giá là 280.000 nha. Kìm này vừa xài vừa sưu tầm. Cái hiệu này nó mua mới thì nó rất là mắc luôn. Lưỡi không có bị mẻ nha, còn nguyên á. Kìm cây ba là món số 10 nha. Số 10. Tiếp theo là món số 11 nè. 11 mỏ lớp. Lớp tơ. Rà giá 230 nha. Mỏ lớp này là nó mỏ lớp thép đen. Lớp tơ nè. Ở đây có ký hiệu của nó nè. Lớp tơ đó, này mặt sao nè. Nó làm gì thì cầm cái mỏ lớp nó không có đến nỗi nặng lắm. Cầm cái cán này nó nhẹ, chỉ nó có nặng cái chỗ cái đầu này thôi. Cái này con nó mở ra được nhiều. Mắc luôn chưa? Mắc luôn rồi đó. Cái này mở ra gần 3 thôi nha. Gần 3 cm. Tính ra cái mỏ lớp nhỏ nhưng mà mở vậy là lớn. Mỏ lớp này cho là 20 đi. Lớp 20 đi. Đây, ở đây nó cái đầu nó còn đẹp ha. Giá là 230.000 nha, bao ship luôn á. Xoay thì nó nhẹ nhàng thôi. Về mình muốn xoay nhẹ hơn nữa thì mình xịt dầu vô. Rồi, tới đây thôi. Mở lớp, lớp tơ. Thiết kế gọn nhẹ. Rồi, tiếp theo là cũng có mỏ lớp mà lớn hơn nè. Số 12. Mỏ lớp Marvel. Marvel nó lớn hơn, nó có hai cái đầu mở khóa ở đây. Giá là 270 nha. Này trên đây nó có ghi chữ Marvel nè. Marvel. Mở maximum chưa? Maximum là được 3.5, gần 3.5 nha, đó. Coi vậy chính xác nè. 3.5. Mỏ lết này nó cũng dài cỡ 22 thôi. Cái mặt sau của nó ha. Về mình muốn nó đẹp lộng lẫy hơn thì mình vệ sinh nó lại ha. Thì nó đẹp hơn. Ở đây có cái đầu rụt rẹt nè. Rụt rẹt này chắc 10. Đo đại một rẹt này nó tới 19 á, còn lớn á 19 á, còn này nhỏ là cỡ 15. Marvel mỗi lớp
Này cũng thép đen luôn nha. Rồi cái này là món số 12 nha. Món số 12, mỗi lớp Marvel 270.000. Rồi. Tiếp theo là món số 13 là cái kìm bấm với lại mình bán chung với lại con dao ốp la. Dao dọc giấy ốp la, giá là 170.000 ha. Rồi con dao ốp la thì này mình cũng hay bán nè. Xài thì một mua một con này xài rất là bền, rất là lâu. Ốp la Japan ha. Cái lưỡi này là cái lưỡi trung thôi. Mua ở đây có. Hôm nay mình gắn lưỡi nội địa vô luôn nha. Lưỡi ốp la Japan. Lưỡi mới luôn nha. Chưa xài luôn. Một cái lưỡi này ở đây xài bằng mấy cái lưỡi của Việt Nam mình mua. Nó bán lâu hơn. Rồi cái này dao dọc giấy, còn cái này kìm bấm nè, bấm móng mình bán chung nè. Cái này thiết kế cũng rất là đẹp. À, cái này của Kai. Ở trên không để Kai nè. Cái này nó làm cái mẫu lạ lạ, thường Kai nó là màu trắng. Ở đây dũa nó đâu ta? Kiếm cái dũa rồi. À dũa nó bên hông. Cái này thiết kế lạ hơn mấy cái kiểu màu trắng. Cái này nó dũa bên hông nè. Đó mình cắt xong mình để vô đây mình dũa. Đó. Còn cái khay này mình cứ để bình thường thì mình cắt thôi, mình đừng có đẩy lên, đẩy lên nó móng nó không giữ lại. Khi mà cắt xong mình đẩy ra mình bỏ ra. Có cái này giữ lại thì nó rất là hay ha. Cái này thì nó vừa vừa thôi, chín. Cái mũi nó còn bén ha. Rất là bén luôn á. Đẹp như mới luôn á. À, một bên này có dũa thôi. Một bên có dũa nè. Cắt xong rồi dũa. Cái này là số 13 nha. Hai món là 170.000. Bấm móng với là con dao hộp giấy. Rồi tiếp theo là món số 14 là cái set 5 cái mũi vít. 5 cái mũi vít. Giá là 150. 5 cái mũi vít này thì nó là hàng chưa xài hết á, mấy cái đầu nó còn đẹp hết luôn á. À, này có cái hiệu vẹt xeo nè. Mũi vít là vẹt xeo là số 1 rồi. À, mà cái này là cái đuôi của để dùng cho mấy cái máy vít tự động á, nhấn xuống là nó xoay á. Chứ không phải để dùng cho máy bắn vít pin nha. Đuôi này 5 ly thôi. Còn máy bắn vít pin thì đuôi nó là 6 ly 3. Cái này đuôi này 5 ly. Còn hai cây này hiệu gì nữa đây nè. Hai cây này hai cây ngắn, đây cây dài hơn nó hiệu Omi nè, Omi. Cái này cây dài nhất cũng hiệu Omi luôn. Đây là mũi cộng 2 hết nha. Mũi cộng 2 hết. Đây, để cái thước vô. 5 mũi. 5 mũi vít. Mới chưa dùng. Mũi cộng 2. Đuôi 5 ly dùng cho máy vít tự động. Máy vít điện tự động. Ấn xuống là nó xoay. Chứ không phải cho máy bắn vít pin nha. Và số 14. Tiếp theo là món số 15. Mình xin nhắc lại là cái giá tiền mình để trên đây là giá đã bao gồm phí vận chuyển rồi ha. Với lại cái món nào mình bán rồi là mình sẽ cập nhật ở dưới phần nội dung nha. Cái chỗ mình ghi số tài khoản á. Để cho anh chị dễ coi, dễ theo dõi nha. Bán rồi mình ghi dưới. Rồi số 15 gồm có hai món nè. Hai món nước, xài cho nước cái van. Van nước còn này đồ chia 400.000 nha. Cái van hàng rất là chất lượng luôn á, nó nặng. Cái này cái đầu chia nè, mình để nguồn nước vô đây. Còn đây mình xài cái vòi lumine. Còn đây mình để xài cái khớp nói nhanh nè. Cái này xài cho nước nha. Cái này đo ngoài, cái ra ngoài. Ngoài của nó là
20 đó. Còn cái này nó ra ăn trong đi. Ăn trong ở đây mình đo cũng 19. Đó 19. Hãy đo răng trong vậy chắc cỡ nó, nếu mà chính xác nó cũng phải 20, nó sẽ dặn vô dừa. Còn này cái khớp nó nhanh nè. Nó nhanh. Nó nhanh thì mình đo cỡ 14 đi. 13 rưỡi. Đó, cái này ở đầu chia nước ra nè, đầu vô đầu ra với đầu nói nó nhanh. Còn cái này là cái van nước, cái van này rất là chất lượng luôn á, rất là nặng. Nhà mình có xài cái nguồn tổng đó, nước tổng đó, mình xài cái này nè, nó chất lượng. Để xài mấy cái mà thường thường quá là để lâu ngày đó, nó sét luôn đó. Đụng tới là nó xúc ra luôn. Nó có hiệu nè, kit này là ở trong nó là inox hết luôn nha, cái răng inox mấy bền. Mình đo răng trong coi, răng trong đây là mình đo vậy chắc nó ra thành 20 quá ha. Này hai bên chắc bằng nhau đó, nó bằng nhau. Đây mình đo là 18 hơn á, chắc dặn vô phải 20 hoặc 19. Cái van, hai cái van nước đây 12. Cái này là hàng còn rất là đẹp luôn ha, kiểu kiss để xài van tổng. Nhà mình có cái van tổng ở trên cái bồn, bữa cần sửa khóa lại, khóa xong rồi chút nó xét xét luôn, nó xúc ra luôn. Xài mấy hàng chất lượng này thì mình để lâu năm, có cần chuyện mình đụng tới thì nó không có bị hư ha. Hai món số 15 là 400.000 nha. Rồi tiếp theo là món số 16 là cái thùng này. Cái thùng đồ nghề, cái này cái nó cũng nhỏ nhỏ vừa vừa xinh xinh. Là bán là 260 nha. Cái thùng đồ nghề nè, toolbox nè. Toyo là 260. Nó hiểu có nó là hiệu Toyo ha. Cái thùng này nó ghi kỹ luôn á, made in Japan luôn. 160, nhỏ nhỏ xinh xinh thôi, không có to lắm. Mình đo kích thước nha, khóa nó còn ok ha, nó lung lơ vậy đó. Kích thước này nó ở trên đây nhỏ thì 29, nếu mình đo chỗ lớn nhất thì nó là 30. Đồ ngang nè, ngang 25 thì cao, chỗ cao nhất là 11. Cái thùng này nó còn đẹp ha, rất là đẹp. Mã vạch 49 nha. Mấy Instaban, cái ai mà đựng dụng cụ đồ nhỏ nhỏ không có nhiều quá thì mình mua cái này nó vừa. Cái này để cái mặt trên nó đẹp, cái mặt dưới nó hơi bị tróc chút xíu nè, tróc sơn chút xíu. Về mình muốn đẹp lại thì cái mặt này mình dặm lại, hoặc để như xài luôn cũng được. Ở dưới cũng không ai thấy. Ở trên đẹp, ở trong cũng đẹp nè. Trong còn rất là đẹp luôn á, còn sạch sẽ ha. Cái này nó không có bị trầy nhiều, nó có cái miếng này che lại đây. Mốt này của nó luôn đó. Toolbox giá là 260.000 nha, bao gồm phí vận chuyển luôn á. Đó, cái khóa còn ngon đó. Bung bung tốt ha. Nhắc lại nha, cái món nào mình bán rồi thì mình sẽ ghi ở dưới nội dung nha. Nhiều khi đang bán mà khách người ta chưa có kịp coi dưới nội dung thì mình cũng có trả lời mấy món nào bán rồi. Còn qua 2-3 ngày rồi mà cũng có khách hỏi những món bán rồi thì có nhiều khi mình không trả lời luôn, tại cứ hỏi hoài. Có một món đó, có một nhiều món nó hot đó, bán rồi mà có ghi rồi, cập nhật rồi mà khách cứ hỏi hoài 5-6 tin nhắn thì nhiều khi mình cũng không có trả lời. Mình thông cảm nha. Rồi cái số tài khoản mình để bên dưới ha, Lê Thị Bạch Mai á, ACB với lại Aribank á. Nếu mà cần số tài khoản khác thì liên hệ với mình nha. Đây mình quay lại cái món mình bán nè.
Này bán kiềm nhiều, kiềm với mỗi lớp. Rồi. Rồi xin chào và hẹn gặp lại nha.